Xin chào cô chú và anh chị đã quay lại kênh nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang Lời nói đầu tiên em kính chúc quý anh chị có ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân nha Hôm nay em về ấp Long Bình A, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất vườn có tổng diện tích là 500m2 Trước tiên thì em xin giới thiệu về con đường đi cho anh chị và cô chú à nắm thông tin à cụ thể hơn. Anh chị ghẻ cháy là di chuyển ra thị xã Tâm Bình à cây lậy à khoảng là 6 km. Và con đường này à rộng khoảng là 3 m nha anh chị. À có thể anh chị di chuyển là đường xe ô tô à 4 chỗ, à 16 chỗ, à 3 tấn rưỡi là anh chị à di chuyển á à rất là thoải mái và con đường này cũng liên thông ra đường quyền lộ 44 quỹ ban xã Bình Trưng, chợ Bình Trưng khoảng 1,5 km và anh chị cũng di chuyển ra chợ Thuộc Nhiêu và quốc lộ 1A khoảng là 2,5 km diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 12m và có chiều dài là 42 km À, tổng diện tích là 500m2 à, Trên thửa đất này à, thuộc cây lâu năm à, chưa có thổ cư Nếu anh chị có nhu cầu à, để lên thổ cư Bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị Phật của chú à, để lên thổ cư nha à, Thửa đất mình à, đang quay về hướng Bắc nha anh chị Ở đây thì à, có điện nước, wifi à, có đầy đủ à, Khu dân cư, á, nhà cửa à, rất là đông À, rất là thích hợp cho anh chị à, mua để cất nhà hoặc là anh chị á lập vườn à, trồng cây ăn trái. Từ vị trí à thửa đất anh chị di chuyển về à, thành phố Mỹ Tho khoảng là 21 à, km. À, anh chị chờ em tí, em mở cái định vị à, từ bến xe miền Tây anh chị di chuyển về à, khoảng là bao nhiêu km nha. Từ à, bến xe miền Tây anh chị di chuyển về à, khoảng là 71 km nha anh chị trước phần đất thì cũng có con kinh công cộng khoảng là 3m kinh này thì cũng liên thông ra ngay chỗ sông Tiền khoảng là 5 km và ở đây thì dùng nước ngọt quanh năm không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn nha anh chị về thì anh chị có thể cất một cái ngôi nhà vào phía sau thì anh chị có thể lập vườn à, trồng cây ăn trái trên đất thì à, gia chủ à, chỉ trồng dừa qua một số chuối thôi nha anh chị à, gia chủ thì à, cũng à, rất là lớn tuổi à, nên à, không có chăm sóc nổi à, hôm nay á à, gia chủ à, cũng kẹt tiền à, cuối năm nên à, cũng cần à, bán gấp à, thửa đất này nha à, để em à, di chuyển à, vào bên trong em à, quay cụ thể à, chi tiết thửa đất cho anh chị xem cái cầu em đi qua thì cũng là đất chính chủ luôn nha anh chị. Tổng diện tích này tới khoảng là 3.000m2. cho chủ thì cắt ra cho anh chị là 500m2. Là ngang theo cái mặt tiền bê tông là 12m. Và có chiều dài là 42m nha. Hiện giá chủ đang kêu bán với giá là 550 triệu. Nếu anh chị có nhà ý, anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị và cô chú trực tiếp xem thửa đất vườn này và anh chị gặp ngay chính chủ và anh chị thương lượng nha. Vừa thì gia chủ đã chồng cũng khoảng là 10 năm, một số thì khoảng là 4 năm thôi. À, cha chủ thì cũng lớn tuổi rồi nên không có chăm sóc nổi đó anh chị Vậy thì anh chị có thể bón phân và anh chị chăm sóc thì dừa nó sẽ tốt lên và hàng tháng thì anh chị cũng có thu nhập nha hoặc là anh chị trồng cây ăn trái thêm như là sầu riêng nè bưởi sapo chê và nhiều loại cây ăn trái khác anh chị đều trồng được luôn nha đất này thì tương đối cao ráo và bằng phẳng nha anh chị À, chính giữa thì có một cái clip à, à, rảnh anh chị về thì anh chị à, có thể à, bơm cát nè hoặc là anh chị á, có thể à, thiết kế nhà mát à, cũng được nha đất này thì rất là sạch sẽ à, xung quanh thì không có màu mã à, Ganh giới thì à, à, gia chủ à, sẽ tách thửa ra và đo đạc à, và cầm ganh giới à, nếu anh chị mình có mua thì cũng yên tâm nha bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị san lắp mặt bằng xây nhà vườn à, lên thổ cư nếu anh chị có nhu cầu bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú à, đủ điều kiện luôn nha để em di chuyển xuống bên dưới à, cho anh chị và cô chú à, tham khảo luôn để anh chị ở xa về đây thì cũng không mất thời gian À, nói chung thì thửa đất này anh chị á, về có thể à, cải tạo lại nha à, Gia chủ à, lớn tuổi à, nên không có à, làm cỏ nổi nha anh chị à, Về thì anh chị à, có thể kêu à, lên clip lại Và bên em thì cũng có hỗ trợ à, cho anh chị luôn Mọi ý kiến thắc mắc anh chị cứ để lại bình luận bên dưới Bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ trực tiếp trả lời bình luận cho anh chị hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ gửi thông tin như là sổ và vị trí trên Google Maps để anh chị ở xa có thể xem trực tiếp để anh chị về đây thì cũng không à mất thời gian ha. Ở đây là khu vực Tẩm Quang, à tổng quan phía sau nha anh chị. À, phía sau thì gia chủ à, cũng có làm một cái mương để nuôi cá anh chị. À, như theo ý nghĩ của em thì phía trước anh chị có thể cất một cái ngôi nhà và phía sau thì anh chị có thể là làm nhà mát và anh chị trồng cây ăn trái là anh chị có thể nghỉ dưỡng và con đường phía trước là anh chị di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ, 16 chỗ và 3 tấn gửi anh chị di chuyển cũng rất là thoải mái luôn nha ở đây là tổng quan à, khu vực à, ở phía sau anh chị nói chung thì gia chủ trồng à, cũng rất là nhiều loại cây ăn trái à, một số thì khoảng là vài cây thôi. À, như đây là xài, nè, à, dừa, à, chuối, à, mận, à, bưởi. À, em thấy thì rất là nhiều luôn. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú à, nắm lại một lần nữa nha. Hôm nay em về ấp Long Bình A, xã Bình Trưng, quyền Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất vườn có tổng diện tích là 500m2 Chiều ngang là 12m và có chiều dài là 42 Trên đất thì gia chủ đang trồng dừa và cũng rất là nhiều loại cây ăn cháy Do chính chủ thì cũng rất là lớn tuổi nên không có tiền chăm sóc Hôm nay thì... À, cũng rất là cần à, bán gấp à, Với giá là 550 triệu à, Trên đất này à, thuộc cây lâu năm à, Chưa có thổ cư nha anh chị Và trước à, phần đất thì cũng có con kinh à, Công cộng khoảng là 3 mét Và anh chị á à, à, có thể mua về Thì anh chị á à, à, có thể bắt một cây cầu à, Khoảng là 3 mét Ô tô thì anh chị à, vào à, tới à, thửa đất bên trong luôn nha à, Phía trước thì anh chị à, cắt một cái ngôi nhà và phía sau anh chị có thể à, lập một cái vườn à, trồng cây ăn cháy như là bưởi à, sầu riêng và các loại cây ăn cháy khác anh chị đều trồng được luôn nha ở à, vị trí này thì à, rất là đẹp luôn nha anh chị và ở đây thì à, có điện nè à, nước wifi à, có đầy đủ à, khu dân cư nhà cửa ở à, rất là đông và anh chị à, à, rất là thuận tiện à, di chuyển là đường xe ô tô à, sáu chỗ. À, 3 tấn gửi là anh chị à, di chuyển rất là thoải mái luôn. Ở à, vị trí này em thấy à, rất là mát mẻ, à, rất là trong lành luôn đó anh chị. Hàng xóm thì à, rất là vui vẻ và hòa đồng. À, phía trước thì cũng có con kinh à, nước à, giàu thì cũng rất là thuận tiện. À, để anh chị à, tưới tiêu à, cây trồng ha. À, để em à, di chuyển à, ra phía trước à, trở lại à, cho anh chị tham khảo nha hiện giá chủ đang kêu bán với giá là 550 triệu à, gia chủ sẽ bao à, giấy tờ sang tên à, cho anh chị luôn phía trước thì cũng có con kinh công cộng khoảng là 3 mét à, kinh này thì anh chị rất là thuận tiện để lấy nước à, tưới tiêu nha anh chị cuối video em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã dành chút ít thời gian xem video của em nhớ ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ sẽ là động lực giúp cho kênh của em ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những phần.